xem trực tiếp bóng truyền ASIAD 19 ở đâu, kênh nào. Kênh tin tức online xin kính chào quý vị khán giả yêu mến của kênh. Kính thưa quý vị, bóng truyền với tính cạnh tranh cao và tinh thần đồng đội mạnh mẽ, luôn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ tại các sự kiện thể thao lớn như ASIAD 2023. Đặc biệt, nội dung bóng truyền nữ của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu kịch tính và sôi động. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin cụ thể về đơn vị nào sở hữu bản quyền truyền hình Asiad 2023 tại Việt Nam. Do đó, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi để biết cách xem trực tiếp giải đấu một cách chính thống nhất. Quý vị và các bạn hãy yên tâm, kênh tin tức online của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình bản quyền Asiad 2023 tại Việt Nam. Ngay khi có thông tin cụ thể được công bố, Chúng tôi ngay lập tức sẽ thông báo về kênh truyền hình phát sóng trực tiếp bóng truyền ASEAN 2023. Điều này sẽ giúp quý khán giả tiện hơn trong việc theo dõi các trận đấu sôi động tại giải đấu này. Dù tại ASEAN 19, đội tuyển bóng truyền Nam của Đoàn Thể thao Việt Nam không tham dự, sự chú tâm của người hâm mộ vẫn tập trung vào nội dung bóng truyền nữ. Với sự ra sân của các cô gái vàng Việt Nam, ASEAN 2023 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trận đấu đáng chú ý và kịch tính. Lịch trình thi đấu cũng rất sôi động. Sau khi nội dung bóng truyền Nam ASEAN 19 kết thúc, nội dung bóng truyền nữ sẽ chính thức được khởi tranh từ ngày 30 tháng 9 đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023. Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sẽ bước vào vòng bảng nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển Hàn Quốc và Nepal. Đây được xem là một bảng đấu vừa sức với đội tuyển Việt Nam và cơ hội đi tiếp là rất cao. Đáng chú ý, tuyển bóng truyền Việt Nam trong ASEAN 2023 còn được bổ sung sự tham gia của vận động viên Trần Thị Thanh Thúy một gương mặt vô cùng quan trọng và có kinh nghiệm đáng kể. Huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt cùng các thành viên đội tuyển sẽ đồng lòng hướng tới mục tiêu cao hơn tại giải đấu này, biết tiếp lên trang sử vàng của bóng truyền nước nhà. Tượng đài bóng truyền Kim Huệ trở thành tân thạc sĩ ở tuổi 41, thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Phạm Thị Kim Huệ đã làm mưa làm gió ở khắp các giải đấu trong nước và quốc tế. Được rất nhiều người hâm mộ nước nhà yêu mến bởi cả tài năng và nhan sắc. Ngọc nữ một thời của làng bóng truyền nước nhà, Phạm Thị Kim Huệ vẫn là một cái tên đầy sức thu hút với người hâm mộ Việt Nam dù đã giải nghệ nhiều năm nay. Mới đây, Kim Huệ tiếp tục khiến cộng đồng mạng phải thán phục với việc bảo vệ thành công luận án thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội là ngôi trường có khá nhiều vận động viên của đội tuyển quốc gia nước nhà đã và đang theo học nhờ vào chương trình đào tạo cử nhân quảng trị kinh doanh dành cho tài năng thể thao do trường và tổng cục thể thao hợp tác kim huệ đã chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ của mình trên trang facebook cá nhân đồng thời không quên dành lời cảm ơn đến thầy cô bạn bè cũng như người hâm mộ đã giúp đỡ ủng hộ cô trong suốt thời gian vừa qua bạn luôn xứng đáng với những gì bạn đạt được chúc mừng bạn đã vượt qua kỳ thi và thành công rực rỡ Cảm ơn các thầy cô và tập thể lớp quản trị kinh tế 2 đã đồng hành và giúp đỡ cùng mình trong thời gian qua. Ở tuổi 41, Kim Huệ vẫn miệt mài theo đuổi sự nghiệp học tập bên cạnh công việc làm trợ lý huấn luyện viên ở các câu lạc bộ bóng truyền, ngân hàng công thương. Việc xuất sắc có được tấm bằng thạc sĩ ở tuổi tứ tuần này khiến không ít người hâm mộ phải sát đất. Đây cũng có thể là cơ hội để Kim Huệ có thêm những hướng đi mới trong tương lai. Trong quá khứ, Phạm Thị Kim Huệ là một trong những tay đập đẳng cấp nhất của bóng truyền Việt Nam, được rất nhiều người hâm mộ yêu mến bởi cả tài năng và nhan sắc. Chưa đầy 19 tuổi, Kim Huệ đã được tín nhiệm trao tấm băng đội trưởng ở các cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Giai đoạn đỉnh cao từ năm 2002 đến 2007, không tuyển thủ nào ở khu vực Đông Nam Á có thể chơi hay hơn cô ở vị trí phụ công, cũng như có những đóng góp mạnh mẽ đến lối chơi của đội tuyển quốc gia như Kim Huệ. Sau khi giải nghệ, Kim Huệ có thời gian làm huấn luyện viên của các câu lạc bộ ngân hàng công thương trước khi nhường vị trí và đóng vai trò trợ lý cho ông Nguyễn Duy Quang để có thể dành thời gian phục vụ cho việc học tập. Sau Asia, Lâm Oanh, Kiều Trinh, Ngọc Thuận, Văn Hiệp sẽ được tập huấn tại Thái Lan. Các cầu thủ quan trọng của bóng truyền quân đội sẽ có cơ hội được tập huấn tại Thái Lan nhằm chuẩn bị chuyên môn cho vòng 2 giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023. Vào lúc này, các đội bóng của giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023 đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới thi đấu vòng 2 tổ chức vào tháng 11. Thông tin mà SGGB có được, nhóm các đội bóng truyền của quân đội đang dự giải vô địch quốc gia 2023 là nữ bộ tư lệnh thông tin, nam biên phòng, nam thể công tân cảng đã lên kế hoạch dự kiến tập huấn tại Thái Lan để có sự chuẩn bị chuyên môn tốt nhất hướng tới vòng 2 giải vô địch quốc gia năm nay. Các đơn vị chủ quản của ba đội bóng trên đã cấu cục đã có công văn trình xin sự phê duyệt của cấp lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng đúng theo quy định. Khi được phê duyệt, ba đội bóng này sẽ được tập huấn tại Thái Lan và theo từng địa điểm tập huấn do mình lựa chọn. Mặc dù vậy, hiện tại thời điểm lên đường tới Thái Lan của từng đội là chưa cụ thể bởi phụ thuộc vào sự đồng ý của cấp lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Theo tìm hiểu, nếu được phê duyệt đầy đủ thủ tục và có quyết định thì nhanh, thì nhanh nhất trung tuần tháng 10, ba đội bóng trên mới đi tập huấn tại Thái Lan. Hiện tại, đội nữ tư lệnh thông tin có các cầu thủ Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh tham gia đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam dự ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc các cầu thủ trên sẽ thi đấu xong ASEAN 19 và trở về đơn vị chủ quản thì mới lên đường sang Thái Lan tập huấn. Nhiều khả năng địa điểm tập huấn tại Thái Lan của đội nữ bộ tư lệnh thông tin sẽ là khu tập thể câu lạc bộ Nakhon Ratchasima. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội bóng vẫn chưa thông báo chính thức về vấn đề này. Trong khi đó, các cầu thủ quan trọng của đội Nam Biên Phòng như Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp cũng có cơ hội được tập huấn tại Thái Lan nếu cấp lãnh đạo Bộ Quốc phòng đồng ý phê duyệt đề xuất. Cầu thủ của đội bóng chuyển Nam Thể Công Biên Phòng cũng tương tự. Nam Thể Công Biên Phòng cũng tương tự. Tại ASEAN 19, bóng chuyển Việt Nam chỉ đăng ký dự nội dung bóng chuyển nữ trong nhà và không tham gia bóng chuyển Nam. Thay vì lịch dự kiến tháng 12 như ban đầu, vòng 2 của giải bóng chuyển vô địch quốc gia 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 3 tháng 11 tới ngày 12 tháng 11. Không giống như vòng 1 của giải đó là các bảng đấu diễn ra theo khung thời gian khác nhau, vòng 2 của giải sẽ diễn ra cùng thời điểm tại các bảng. Ban tổ chức đã ấn định địa điểm thi đấu tại Đắk Nông gồm bảng C nam, Sa Ne Khánh Hòa, thể công Tân Cảng, Hà Tĩnh, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, bảng D nữ, Hóa chất Đức Giang tia sáng, Quảng Ninh, VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh, Thanh Hóa bảng thi đấu còn lại tổ chức tại thành phố Đà Nẵng gồm bảng D Nam, Biên Phòng, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Nội, bảng C Nữ, Ninh Bình, Bộ Tư lệnh Thông tin, Glecomix Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Công Thương. Tại mỗi bảng, ở mỗi địa điểm sẽ chọn hai đội nam xếp đầu và hai đội nữ để có tổng điểm 4 nam 4 nữ dự vòng chung kết tranh ngôi vô địch. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 16 tháng 11 tới ngày 19 tháng 11, vòng chung kết nữ sẽ tổ chức tại Quảng Nam, còn vòng chung kết nam tại Khánh Hòa, tại Nha Trang, Khánh Hòa.